Theo Cơ quan Khí tượng Thủy văn, mùa mưa năm 2024 đến muộn, tổng lượng mưa trên khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 5 này ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 20%. Trong khi đó, diễn biến xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Bê Công. Do đó, việc mùa mưa đến muộn cộng với nguồn nước sông Bê Công về ngày càng ít đã đưa ra lời cảnh báo về nguồn cung cấp nước cho đồng bằng sông cửu long trở nên đáng báo động do các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước cho dùng này đang trở nên cấp thiết các chuyên gia khuyến cáo các tỉnh đồng bằng sông cửu long cần tăng cường hiện đại hóa công tác giám sát cập nhật các bản tin của các cơ quan dự báo chuyên ngành phục vụ cho công tác điều hành mùa vụ ra soát hoàn thiện quy trình dẫn hành các hệ thống thủy lợi đã hình thành để tăng cường dẫn hành kết nối nguồn nước trong nội dung nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên đất nước và công trình thủy lợi